12 quy luật cuộc sống mà ai cũng nên biết để sống an lạc, hạnh phúc. Vũ trụ cũng như một bộ máy được vận hành một cách hoàn hảo với các quy luật tự nhiên của nó. Tạm gọi là quy luật vì nó vừa là nguyên lý vận hành và chi phối toàn bộ vũ trụ tổng thể và là bản chất của vũ trụ. Các luật vũ trụ này đều có liên quan và tương tác với nhau một cách rất tinh tế. Trong luật tối cao bao gồm các luật nhỏ. Trong cuộc sống thuận theo tự nhiên thì mọi sự đều tốt đẹp. Có những chân lý, quy luật cuộc sống mà con người dù muốn tin hay không thì vẫn luôn tồn tại và tác động đến tất cả chúng ta. Nhưng những quy luật này không chỉ là một hiện tượng vật lý đơn thuần. Trong thực tế, điều tương tự xảy ra trong cuộc sống thường nhật mà ta vô tình không nhận ra. Khi con người suy nghĩ, nói hoặc thực hiện một hành động, chúng ta cũng đang tác động một lực lớn vào không gian, và trong vũ trụ cũng sẽ có một lực phản lại tương ứng với sự tác động của chúng ta. Bất kể điều gì con người ta dù suy nghĩ hay hành động cũng đều được ghi lại dấu ấn. Con người dù sao đi chăng nữa cũng nên nắm bắt được những quy luật trong vũ trụ để luôn trong tâm thái an hòa. Và dưới đây là 12 quy luật sống bạn nên biết. 1. Luật nhân quả. Luật nhân quả là quy luật mà thiết nghĩ ai cũng nên hiểu rõ về nó. Quy luật này quyết định tiến trình luân hồi và giải thoát của chúng ta. Những gì mà chúng ta tạo ra trong vũ trụ này, chúng sẽ mãi mãi gắn liền với cuộc đời của chúng ta, vì chúng ta là những sinh mệnh nằm bên trong vũ trụ đó. Điều chúng ta làm hôm nay sẽ quyết định tương lai cuộc đời mình. Thiện hay ác, tốt hay xấu đều do tự bản thân mỗi người lựa chọn. Điều đó làm nên chính mình trong tương lai. 2. Luật hấp dẫn. Chìa khóa để có được nội tâm bình ổn chính là không bị lệ thuộc bởi những gì đang diễn ra xung quanh. Hướng vào bên trong bản thân mình để luôn đạt được trạng thái yên bình trong tâm. Muốn trở thành một người tích cực và thiện lương, hãy giao lưu với những người tích cực và những người thiện lương để cuộc sống luôn tràn ngập những điều tốt đẹp. Giống như các cụ có câu, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. 3. Luật chấp nhận. Trong cuộc sống, chúng ta không thể thay đổi hoàn cảnh cho đến khi ta học cách chấp nhận chúng. Tất cả những gì xảy ra trong cuộc đời bạn là có lý do. Đó là do nhân duyên, duyên nghiệp của bạn từ tiền kiếp, dù bạn có tin hay không. Và nếu như bạn vẫn đang xem ai đó như một kẻ thù, thì điều đó có nghĩa là bạn không chấp nhận quy luật tạo hóa ở một mức độ cao hơn, sâu hơn và đặc tính của vũ trụ. Chấp nhận hoàn toàn và tự nguyện là tốt nhất cho sự tồn tại của chúng ta. Khi ta học cách chấp nhận và thay đổi chính bản thân để thích hợp với hoàn cảnh, thì hoàn cảnh cũng sẽ tự nhiên biến chuyển theo. Hãy hiểu rằng có những thứ trong cuộc sống này ta không còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận chúng. Và dù ta có mạnh mẽ và thông minh đến đâu thì cũng sẽ không thể luôn bắt mọi thứ phải theo cách mà ta muốn. 4. Luật phát triển. Mỗi người trong chúng ta khi đến với thế giới này đều mang theo một sứ mệnh riêng, góp phần giúp cho xã hội trở nên tốt đẹp hơn và tìm về những bản tính tốt đẹp bên trong chính bản thân mình. Không cần thiết tập trung vào những người mà chúng ta gặp nhưng chưa biết rõ về họ, hoặc ám ảnh về nơi mà chúng ta đang sống và công nghệ mà chúng ta đang sử dụng. Cuộc sống và thời gian này là tất cả những gì quý giá nhất chúng ta có. 5. Luật trách nhiệm. Cuộc sống
tựa như một tấm gương, mà khi soi vào đó, bạn sẽ nhìn thấy bản thân mình được rõ hơn. Hãy luôn tu sửa chính mình để tốt hơn ngày hôm qua. Mỗi người có một cuộc sống hoàn toàn khác nhau, dựa trên cách sống và tâm thái của họ trong những vấn đề của cuộc sống mà cuộc đời của họ trở nên khác nhau. Vì vậy, đừng nên chỉ nhìn vào người khác, hãy luôn nhìn vào chính mình để sống hạnh phúc và ý nghĩa với sứ mệnh riêng của bạn. 6. Luật kết nối. Bất kể việc gì mà chúng ta thực hiện, mà chúng ta cho là vô nghĩa, nhưng chúng ta vẫn phải làm, bởi vì mọi thứ trong thế giới này đều có liên hệ tương hỗ. Bước đầu tiên hay bước cuối cùng đều quan trọng như nhau, vì chúng đều đi đến đích. Hoàn thành một điều gì đó có ý nghĩa trong cuộc đời của một con người. 7. Luật tập trung. Bạn không thể suy nghĩ hai vấn đề trong cùng một lúc. Nếu như bạn đang tìm kiếm điều gì đó quan trọng, thì đầu óc của chúng ta cũng không còn đủ chỗ cho sự giận dữ và tham lam. Vì vậy, hãy để tâm trí thanh tĩnh và bình an, loại bỏ những điều tiêu cực và những tâm không tốt của bản thân để chứa đựng trong tâm những điều tốt đẹp nhất. 8. Luật ở đây và ngay bây giờ. Sự vọng tưởng về tương lai có thể khiến chúng ta hoàn toàn mất tập trung vào những điều đang diễn ra ở hiện tại. Những hình mẫu hành vi cũ cũng như những tư duy theo lối cũ có thể ngăn trở con đường đưa chúng ta tiến đến những điều mới mẻ hơn. 10. Luật cơ hội. Lịch sử sẽ lặp lại chính nó cho đến khi chúng ta rút ra được những bài học kinh nghiệm từ sau đó. Còn người ta không thể hành động theo cách cũ mà mong tưởng một kết quả mới được. 10. Luật kiên trì và tưởng thưởng. Kiên trì và nỗ lực bao nhiêu thì sẽ nhận lại tương ứng. Đó chính là điều tất yếu. Niềm vui thực sự đến từ lao động chân chính, bền bỉ, để rồi sau đó đạt được mục tiêu của mình. Người ta sẽ không đạt được điều gì thực sự nếu không nỗ lực và đặt tâm trí vào điều đó. 12. Luật ý nghĩa và cảm hứng. Chỉ khi chúng ta trở nên xứng đáng với điều gì đó thì chúng ta có nó. Càng bỏ công sức bao nhiêu, chúng ta sẽ nhận lại được bấy nhiêu. Và người nào càng cho đi nhiều sẽ nhận lại nhiều bấy nhiêu. Bên cạnh 12 luật vũ trụ tối cao, chúng ta còn có các giới luật được cai quản bởi cái tôi cao hơn, liên quan đến tính cách của con người mà bạn có thể áp dụng vào cuộc sống để nâng cao rung động và tâm thức của mình, như từ bi, nhân đức, rộng lượng, khoan dung, tốt bụng, tha thứ, chân thật, trách nhiệm, tận tâm, can đảm, trung thực, khát vọng, niềm vui, niềm tin, động viên khen ngợi, kiên cường, kiên nhẫn, yêu thương bản thân mình, yêu vô điều kiện, biết ơn, không can thiệp tự do và ý chí của người khác.